Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên tổ chức phát động các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề Tự hào Điện Biên, phụ nữ khát vọng phát triển. Với tầm vóc lịch sử và ý nghĩa trọng đại từ sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó phát động tuần lễ áo dài, trang phục dân tộc, phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trong phụ nữ 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Cùng với đó, nổi bật là hoạt động xuống đường diễu hành, rực rỡ sắc màu phụ nữ Điện Biên với sự tham gia của hơn 500 đại biểu phụ nữ toàn quốc và phụ nữ tỉnh Điện Biên mang trên mình những tà áo dài truyền thống, duyên dáng, những bộ trang phục dân tộc đặc trưng tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu. Tất cả phụ nữ toàn quốc, những phụ nữ về dự tại Điện Biên đều tham gia một cái chương trình diễu hành và đặc biệt nhất là đã cùng tham gia ngay tại cái sân hội trường này, đã diễu hành cùng với cái điệu múa xòe. Mà có một điều là phụ nữ khắp các miền đất nước Bắc Trung Nam rồi chúng ta đều hòa nhập vào và chúng ta cùng múa và rất là đúng nhịp theo nhịp nhàng, thấy là một cái không khí đoàn kết của các dân tộc của chúng ta. Xuyên suốt trong các sự kiện, tinh thần của phụ nữ Điện Biên trong thời đại mới được khắc họa rõ nét với chủ đề Tự hào Điện Biên, phụ nữ khát vọng phát triển. Qua đó tạo sự lan tỏa và đóng góp tích cực của hội viên phụ nữ các cấp trong việc quảng bá hình ảnh, mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, chân dung và cuộc sống của con người Điện Biên. Chuỗi hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Điện Biên và mang một cái ý nghĩa của cái quyết tâm, một cái quyết thắng, quyết chiến của những người bà, người mẹ, của người phụ nữ Việt Nam của thời đại mới để hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm và để tuyên truyền, giáo dục cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh được cái ý chí, quyết tâm của phụ nữ thời chiến tranh cũng như là phụ nữ thời đại mới. Cùng ngày, triển lãm ảnh mang chủ đề Phụ nữ với Điện Biên do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức cũng đã được khai mạc tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Cùng với đó là hội chợ trưng bày giới thiệu quảng bá nông sản tỉnh Điện Biên. Đây là các hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là món quà tri ân sâu sắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng quân dân ta, đặc biệt là những người phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp công, góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã quay trở lại nhịp độ ổn định, không khí làm việc phấn khởi, sôi nổi trên các công trường. Đây là công trình thi công hạ tầng trung tâm hành chính huyện Nậm Nhùn giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Nhâm thi công. Có thể thấy, ngay từ sau kỳ nghỉ lễ, mọi việc đã được trở lại hoạt động bình thường trên công trường. Nhộn nhịp tiếng máy móc, xe chở vật liệu đất đá. Các kỹ sư công nhân đã trở lại công trường, thực hiện thi công, quyết tâm đảm bảo tiến độ dự án. Từ đầu năm thì đã thôi thúc tất cả anh em đi làm sớm nhất có thể để đảm bảo tiến độ để mùa mưa sắp tới bọn em tránh mùa mưa. Với lại bọn em đã tập trung làm những cái gọi là hạng mục quan trọng nhất để gọi là tránh những cái mùa mưa để đỡ ảnh hưởng đến bọn em. Còn cái phần nó dễ hơn thì bọn em để lại để cho lúc mùa mưa mà bọn em vẫn thực hiện được công việc này nhỉ. Năm 2024, Ban Quản lý xây dựng các công trình cơ bản huyện Nậm Nhùn được giao làm chủ trên 10 công trình xây dựng với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ cũng như kế hoạch đề ra, Ban Quản lý dự án đã họp bàn, lên kế hoạch và đôn đốc nhà thầu thi công các công trình chuyển tiếp từ những năm trước, đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cử cán bộ chuyên môn xuống các công trình giám sát quá trình thi công, tránh tình trạng chậm tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng của công trình. Ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán xong thì thực hiện chỉ đạo của các đồng chí bên Ủy ban nhân dân huyện, thì chủ tư đã họp bàn và đôn đốc chào anh em thì rà soát toàn bộ cái nội dung và yêu cầu nhà thầu nhanh chóng quay trở lại triển khai thi công để đảm bảo cái tiến độ đã cam kết thực hiện hợp đồng trong cái toàn bộ cái nội dung mà ban quản lý dự án các công trình làm chủ đầu tư. Thứ hai là
tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để làm sao đẩy nhanh cái tiến độ triển khai dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân của các dự án. Không khí thi đua sản xuất sôi nổi ngay sau Tết Nguyên đán cho thấy tinh thần quyết tâm của người dân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự chủ động tích cực của các cấp, các ngành trong tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thông thường mùa hoa ban Tây Bắc sẽ bắt đầu nở từ khoảng cuối tháng 2 và nở rộ vào tháng 3. Lúc này tiết trời trở nên ấm áp, bầu trời Tây Bắc cao trong vời vợi, từng chùm hoa chi chít tựa như những cụm mây trắng trên những nhành cây đã trở thành những nàng thơ trong mắt biết bao du khách được đặt chân đến đây mỗi độ tháng 3 về. Đến Tam Lai Châu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hoa ban bung nở trên những con đường và góc phố. Những chùm hoa ban trắng xòe cánh tinh khôi hay là màu hồng tím nhẹ nhàng, khoe vẻ đẹp thanh tao, thơ mộng, cùng hương thơm nhẹ nhàng như muốn níu lòng du khách khi đặt chân lên vùng đất này. Thời điểm này, hoa ban đã bùng nở rực rỡ khắp các nẻo đường, góc phố của thành phố Lai Châu, đặc biệt là các tuyến cắt đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh, hai khu vực đại lộ Lê Lợi, Hồ Hạ, Hồ Thượng, hợp khối thành phố. Sắc trắng tinh khôi pha chút hồng tím nhẹ nhàng của hoa ban tỏa sáng giữa màu xanh tươi của cỏ cây. Với vẻ đẹp thanh tao thơ mộng cùng với mùi hương thơm ngọt ngào, hoa ban như quyến rũ mọi ánh nhìn, làm xao xuyến tâm hồn mỗi người. Chính vì vậy, đông đảo người dân du khách đã đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng với hoa ban. Em thấy là mỗi mùa xuân đến là hoa ban ở trên Tây Bắc nói chung và Lai Châu nói riêng thì nở rất là đẹp, và gia đình em cũng thường xuyên lui tới mỗi khi nhân dịp xuân về, và em thấy cái vẻ đẹp của hoa ban nó là tỏa lên một vẻ đẹp rất là thuần khiết, tinh tế, trong sáng, và một vẻ đẹp nó đặc trưng trong nét đẹp của người con gái Tây Bắc và nói chung và người con gái Lai Châu nói riêng. Bản thân em là một người con gái Lai Châu sinh ra và lớn lên ở đây thì em tự hào là cái hình ảnh hoa ban nó sẽ thể hiện ra một vẻ đẹp kiêu hãnh. Tôi thấy phong cảnh của Lai Châu này rất là đẹp, tuyệt vời. Rồi là cái khí hậu cũng mát mẻ nữa, không có lạnh như ở dưới quê xuôi. Thì tôi rất là vui là khi thấy là hoa ban rồi là cái cảnh rất là đẹp, tuyệt vời đối với tôi. Từ bao đời nay, hoa ban đã đi vào đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng. Đặc biệt, hoa ban trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của người con gái Thái, duyên dáng, trong sáng và đi vào thơ ca như một lẽ tự nhiên. Trái tim đập, không một ai nhìn thấy. Ở ven trời, Tây Bắc có Lai Châu. Hoa ban nở thành người con gái Thái, đám mê bay trong thau nước gội đầu. Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với địa phương. Trong những năm qua, thành phố Lai Châu đã tích cực triển khai trồng nhiều cây hoa ban tại khuôn viên lâm viên của thành phố, các tuyến đường chính, khu vực quanh các hồ, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học trồng cây hoa ban làm cây bóng mát. Cây ban là một trong những cây nằm trong cái danh mục cây xanh mà khuyến khích trồng theo cái quyết định số 17 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế thì trên cơ sở cái quyết định phê duyệt cái danh mục mà cây xanh được khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng, thế thì cây ban là một trong những cây mang lại cái bản sắc rất là đặc sắc của địa phương tỉnh Lai Châu. Thế thì hiện nay trên địa bàn thành phố Lai Châu thì cũng có trên dưới khoảng 5.000 cây hoa ban tại các cái tuyến đường, các cái khuôn viên, cũng như là trong cái khuôn viên của các cái trường học, cũng như là trụ sở các cơ quan nhà nước để mà phát triển thế và bảo vệ cây xanh. Thì phòng quản lý đô thị cũng đã tham mưu cho thành phố khuyến khích người dân là hạn chế cái việc mà dùng cái hoa cũng như cái ngọn của hoa ban để làm thực phẩm. Đấy thì và cấm người dân hái hoa và hái ngọn hoa ban để làm thực phẩm. Thế thì tăng cường cái tuần tra, thế rồi là kiểm tra, thế và xử lý nghiêm các cái trường hợp mà người dân phá hoại cái cây hoa ban. Tháng 3, mùa hoa ban nở, cả đất trời thành phố Lai Châu bừng sáng, rực rỡ, đẹp như bức tranh trong truyện cổ tích. Thành phố Lai Châu đang là điểm đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban, cùng thướt tha trong bộ áo dài, trang phục truyền thống dân tộc Thái, Mông,
đùa vui giữa những hàng cây ban ngập tràn sắc hoa ban tươi thắm. Hiện nay, tình hình tệ nạn xã hội, nhất là các vụ nghiện ma túy, ngày càng phức tạp và tinh vi. Đối tượng thì ngày càng trẻ hóa, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý, cũng như là hệ lụy cho gia đình, xã hội. Song bằng sự cảm thông, chia sẻ, cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu đã giúp những người nghiện rời xa ma túy, trở thành người có ích khi tái hòa nhập cộng đồng. Đang điều trị tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu, học viên Phan Văn V, trước đây từng có nghề nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, do lối sống buông thả, bạn bè rủ rê nên V đã tìm đến ma túy. Ban đầu chỉ là thử cho biết, nhưng mà sau đó dần dần nghiện lúc nào không hay. Và từ đó thì bỏ bê công việc, suốt ngày tìm đến ma túy, tài sản trong nhà cũng không còn. Hạnh phúc gia đình thì tan vỡ. Vào cơ sở cai nghiện, anh V thực hiện lao động tốt, chấp hành nghiêm nội quy, nên 6 tháng nữa anh sẽ được trở về với gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng. Các bạn bè dụ dỗ là vào trạng xã hội ma túy được, thì ở nhà thì đi làm thì nó không đủ tiền, đâm ra là phá tiền của gia đình và của xã hội. Và sau khi được vào trong cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Lai Châu thì em được các cán bộ và các nhân viên ở trong cơ sở giúp đỡ em và các cai nghiện của em lao động trị liệu, được tạo công ăn việc làm. Thì sau khi ra khỏi chùa cơ sở của cai nghiện thành phố Lai Châu thì em sẽ về giúp gia đình. Còn với học viên Lù Văn Nờ, trong một lần được quen mời sử dụng thử ma túy đá rồi nghiện, những cơn đói thuốc làm anh Nờ vật vã, phải tìm đủ mọi cách để thỏa mãn khi lên cơn. Đến khi được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu, anh Nờ được cán bộ điều trị cắt cơn, chỉ bảo giúp anh lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Hiện anh Nờ quyết tâm cai nghiện, đoạn tuyệt hẳn với ma túy để trở về làm người có ích cho xã hội. Vào đây ở ngoài đời thì em có sử dụng nhiều loại ma túy. Em có dấu hiệu loạn thần, nhưng mà vào đây được các thầy cô nhiệt tình giúp đỡ. Sức khỏe của em bây giờ đã tốt. Ở trong này được chơi thể dục thể thao, có thầy cô trong này cũng dạy nghề cho. Em sẽ cố gắng phấn đấu để sau này trở về với xã hội. Năm 2023, cơ sở đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2023 sát với chỉ tiêu cấp trên giao, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, sự quyết tâm trong công tác quản lý của cơ sở, sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của viên chức, người lao động giúp cơ sở hoàn thành vượt chỉ tiêu giao 160%. Trong năm 2023, cơ sở tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất, tiếp nhận học viên liên tục. Số lượng học viên duy trì quản lý từ sấp xỉ 200 đến 204 học viên. Nhưng công tác quản lý học viên, công tác an ninh trật tự luôn đảm bảo, không có tình trạng học viên trốn, không có tình trạng thẩm lậu ma túy, các chất cấm và các vấn đề nổi cộm xảy ra tại cơ sở. Cái năm 2023 vừa qua thì đơn vị chúng tôi là luôn được nhận được cái sự quan tâm của cấp lãnh đạo tỉnh và cái sự phối hợp lãnh đạo chặt chẽ của các cái sở, cơ quan, ban ngành đoàn thể và các cái chính quyền địa phương. Chúng tôi đã thực hiện tốt cái nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh giao, cũng như là cái chỉ tiêu pháp lệnh của Ủy ban dân tỉnh về công tác tiếp nhận và điều trị cai nghiện ma túy cho học viên. Kết quả cụ thể thì trong cái năm 2023 là chúng tôi là tiếp nhận và điều trị cai nghiện ma túy cho 160 trên 100 lượt học viên. Đấy là đạt 160% là kế hoạch giao, chỉ tiêu kế hoạch giao. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các cái chức năng nhiệm vụ của trên từng lĩnh vực công tác của đơn vị, và đặc biệt là thực hiện đảm bảo cái năm cái giai đoạn của cái quy trình cai nghiện. Bên cạnh đó thì là tôi thực hiện tốt cái công tác phòng chống trốn, viên bỏ trốn, để phòng chống các cái thẩm lậu trong đơn vị. Thế thì trong cái năm qua thì 2023 thì cái kết quả đã không có một học viên nào bỏ trốn. Và trong đơn vị thì cũng không có cái tình trạng
thẩm lậu ma túy cũng như là các chất cấm ở trong đơn vị. Thế là đảm bảo trong năm qua cũng đảm bảo cái an ninh trật tự an toàn cũng như là đảm bảo cái an toàn của cơ quan đơn vị. Trong cái năm 2024 năm nay thì tôi cũng sẽ quyết tâm để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu nhiệm vụ tỉnh giao, ngành giao, và cũng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi truyền thống. Để công tác cai nghiện ma túy đạt chất lượng cao, ngoài điều trị cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lai Châu, vẫn cần nhiều hơn sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng, qua đó giúp người nghiện có thêm động lực đoạn tuyệt với ma túy để tìm lại sự tự tin cùng gia đình phát triển kinh tế. Thực hiện chỉ tiêu nghị quyết số 21 về công tác dân số, tiếp tục được huyện Tam Đường triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện, mức giảm sinh giảm 1,1 phần nghìn, mức sinh thay thế đạt 2,2 con trên phụ nữ. Trên 95% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền, tư vấn thực hiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 71%, tăng 1% so với năm 2022. Tam Đường duy trì không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số được triển khai thường xuyên. Bên cạnh những kết quả tích cực, một số chỉ tiêu thực hiện còn hạn chế và khó khăn, như tỷ lệ mang thai lứa tuổi vị thành niên, thanh niên, tỷ lệ khám sức khỏe trước kết hôn, tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh và tỷ lệ người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế. Các chỉ tiêu về tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết chưa mang tính bền vững. Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên môn, lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu vận tải trên địa bàn của tỉnh đạt trên 64 tỷ 500 triệu đồng, tăng 19,16% so với cùng kỳ năm trước. Tăng chủ yếu từ hoạt động vận tải hàng hóa do nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm đảm bảo cung ứng đủ hàng thiết yếu đến với người tiêu dùng. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt gần 25 tỷ 500 triệu đồng, tăng 8,01% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt trên 36 tỷ 600 triệu đồng, tăng 28,75% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt gần 1 tỷ 500 triệu đồng, tăng 16,68% so với cùng kỳ năm trước. Các dịch vụ bưu chính chuyển phát đều tăng. Trong những năm gần đây, hoạt động thương mại dịch vụ, vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân tăng lên. Chính vì vậy, các đơn vị vận tải cũng đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, từ cải tạo, đầu tư mới các phương tiện vận chuyển đến chuyển đổi số trong giao dịch vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng di chuyển và vận chuyển hàng hóa nhanh chóng kịp thời. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.